7 tác dụng tốt không ngờ của lá ổi với sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua. Bạn có bao giờ nghĩ rằng những chiếc lá ổi đơn giản trong vườn lại có thể là một phương thuốc tự nhiên đầy hiệu quả cho sức khỏe không? Chúng ta thường chỉ quen thuộc với trái ổi, với vị ngọt, giòn và giàu vitamin, nhưng ít ai biết rằng lá ổi cũng chứa đựng vô số lợi ích bất ngờ. Thật đấy, những chiếc lá nhỏ bé mà bạn vẫn thấy hàng ngày có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe mà không cần đến thuốc men. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tự nhiên để chăm sóc bản thân, thì đừng bỏ qua video này nhé. Ân sẽ chia sẻ với bạn 7 công dụng tuyệt vời của lá ổi, không chỉ dễ tìm mà còn cực kỳ hữu ích với sức khỏe. Đảm bảo sau khi xem hết, bạn sẽ muốn thử ngay và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. 1. Hỗ trợ tiêu chảy và tốt cho hệ tiêu hóa. Lá ổi được coi là một phương thuốc tuyệt vời để trị các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là bệnh tiêu chảy. Nhờ chứa lượng lớn tannin, lá ổi giúp xe khít niêm mạc ruột, hạn chế tiết dịch và giảm co thắt ruột, từ đó làm dịu triệu chứng tiêu chảy nhanh chóng. Đặc biệt, các hoạt chất trong lá ổi còn có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus aureus, một trong những nguyên nhân chính gây ra tiêu chảy. Nếu bạn cảm thấy đầy hơi hay khó tiêu, một tách trà lá ổi ấm có thể là giải pháp nhẹ nhàng và tự nhiên để xoa dịu dạ dày của bạn. Đây là một phương pháp tự nhiên, dễ làm mà lại rất hiệu quả cho việc chữa lành hệ tiêu hóa. 2. Kiểm soát đường huyết, hỗ trợ người bị tiểu đường. Đối với những ai mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao, lá ổi có thể giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ lá ổi giúp giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin. Nếu gia đình bạn có tiền sử đái tháo đường thì cách đơn giản nhất để ngăn ngừa tình trạng này là thường xuyên uống trà lá ổi. Loại trà này có thể giúp giảm hàm lượng gluco trong cơ thể thông qua việc giảm hoạt tính của enzyme alpha-glucosid. Nhờ đó, lượng đường huyết sẽ giảm mà không làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể. 3. Giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch. Lá ổi còn được biết đến với khả năng giảm lượng cholesterol xấu trong máu, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả. Việc uống nước từ lá ổi non hoặc nước ép quả ổi không chỉ hỗ trợ giảm cholesterol xấu, LDL, mà còn giữ cho cholesterol tốt, HDL, được duy trì ở mức ổn định. Từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng uống trà lá ổi hàng ngày có thể mang lại hiệu quả rõ rệt cho sức khỏe tim mạch trong thời gian ngắn. Chỉ cần sử dụng đều đặn một tách trà lá ổi mỗi ngày, bạn có thể cảm nhận sự cải thiện trong vòng 8 tuần. Đây là một phương pháp tự nhiên, lành mạnh, giúp bảo vệ trái tim của bạn mà không cần phải dùng đến thuốc. 4. Hỗ trợ sức khỏe răng miệng. Nếu bạn đang gặp vấn đề về viêm nướu, chảy máu chân răng hoặc chỉ đơn giản muốn giữ cho miệng mình luôn sạch sẽ, thì lá ổi là một lựa chọn tuyệt vời. Tinh chất kháng khuẩn trong lá ổi có tác dụng làm sạch khoang miệng, giảm viêm và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến nướu và răng. Nhai vài lá ổi tươi hoặc súc miệng với nước lá ổi sẽ giúp răng miệng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe nữa nhé. 5. Giúp bạn giảm cân hiệu quả, an toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách giảm cân tự nhiên mà không cần đến thuốc hay các biện pháp khắc nghiệt, lá ổi có thể là giải pháp. Lá ổi giúp ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa, giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, uống trà lá ổi còn giúp thanh lọc cơ thể bạn, làm tăng cảm giác no và hỗ trợ việc tiêu hóa hiệu quả hơn. 6. Làm da dẻ mịn màng, trẻ hóa. Không chỉ tốt cho sức khỏe, lá ổi còn giúp bạn có làn da đẹp mịn màng. Lá ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ da khỏi tác động xấu từ môi trường. Nước lá ổi có thể được dùng để rửa mặt, giúp làm sạch da, giảm mụn và làm se lỗ chân lông. Đây là một bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên mà bạn rất dễ dàng áp dụng ngay tại nhà mình. 7. Tăng cường miễn dịch, giảm dị ứng. Với hàm lượng vitamin C và các chất chống viêm mạnh mẽ, lá ổi giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Uống trà lá ổi đều đặn có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đặc biệt trong những mùa thời tiết thay đổi dễ mắc cảm lạnh, ho hay các bệnh viêm nhiễm. Ngoài ra trong lá ổi có các hợp chất giúp ngăn ngừa sự giải phóng histamin, nguyên nhân chính gây ra tình trạng dị ứng. Đây thực sự là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Mặc dù lá ổi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng nên sử dụng.
Trước hết, những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về táo bón nên thận trọng, vì lá ổi có thể làm chậm quá trình tiêu hóa nếu sử dụng quá mức. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, để tránh ảnh hưởng không mong muốn. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp, thì cũng nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế để đảm bảo lá ổi không tương tác xấu với thuốc nhé. Cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta quên mất rằng thiên nhiên xung quanh luôn có những món quà quý giá dành cho sức khỏe. Lá ổi không chỉ là một nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm mà còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, kiểm soát đường huyết đến làm đẹp da, lá ổi là bạn đồng hành đáng tin cậy cho những ai yêu thích phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Bạn hãy thử tận dụng lá ổi trong cuộc sống hàng ngày và cảm nhận những thay đổi tích cực nhé. Hãy thử áp dụng những gì bạn vừa nghe và cảm nhận những thay đổi tích cực mà lá ổi mang lại. Nhớ chia sẻ trải nghiệm của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Đôi khi, những điều đơn giản nhất lại chính là chìa khóa để sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay. Để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi, ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.